好, chào mừng các bạn đến với Xue Hai Yu Wo Bao Ni, chương trình truyền cảm hứng học tiếng Trung ở Việt Nam do trường Hán ngữ Lạc Lạc tổ chức. Các số video đầu tiên của chương trình có mang chủ đề phát âm chuẩn tiếng Trung Quốc. Hello，我是阮王叔，我是汉语乐乐学校的助教。我曾经在北京生活八年，刚刚回到越南没有多久。到回到越南，你们知道我发现越南同学学汉语最大的问题是什么吗？那就是很多同学发音不够标准，说话不够流利，这就是你们应该多多练习的。所以。 在一开始学汉语的时候，你就要发音标准，这能给你的汉语上打好基础。在学汉语我帮你的一开始三个视频中，我们将要一起练习发音标准。chữ Hán, không thể hiểu tiếng Latin. Vì vậy, khi nhìn chúng ta không thể đọc ngay được. Mỗi chữ Hán đều có một phiên âm riêng, chúng ta cần học phiên âm này để nói. Một phiên âm tiếng Trung hoàn chỉnh bao gồm 3 phần: thanh mẫu tương ứng với phụ âm đầu của tiếng Việt, vận mẫu tương ứng với vần của tiếng Việt và thanh điệu tương ứng với dấu của tiếng Việt. Hôm nay chúng ta sẽ học 11 thanh mẫu và 15 vận mẫu đầu tiên. Thanh mẫu tương ứng với phụ âm đầu của tiếng Việt vốn là những âm câm không có tiếng, ví dụ như âm vua. Nếu không có vận mẫu thì sẽ phát âm như sau. Nghe như vậy người học sẽ không hiểu phát âm như thế nào cả. Vì vậy người ta thường thêm vận mẫu ở đằng sau. 11 thanh mẫu đầu tiên bao gồm 4 âm môi, 4 âm đầu lưỡi và 3 âm cuống lưỡi. Nhóm thanh mẫu đầu tiên trong tiếng Trung bao gồm 4 âm môi: pua, pua, mua, vua. Tại sao lại gọi là âm môi? Bởi để phát âm những nhóm âm này, chúng ta cần bím chặt hai môi để luồng hơi ra ngoài. Chuẩn bị nhé! Bua, bua. Chú ý các bạn đừng đọc là bua, phải đọc là bua, bua, bua. Phát âm giống như bua ở trên, nhưng luồng hơi đẩy mạnh hơn nữa. Chúng ta gọi đây là âm bật hơi. Bua, mua, mua. Đơn giản đúng không nhỉ? Âm cuối cùng của âm môi là vua. Đây là âm môi răng, môi dưới và răng trên chạm nhau. Vua, vua. Các bạn chú ý đừng nhầm với cả vua của tiếng Việt nhé. Chúng ta cùng luyện tập 4 âm này nhé. Mình đọc trước và các bạn đọc theo. Vua, vua, mua, vua. Cùng đồng thanh đọc nào. Vua, vua, mua, vua. Nhóm thanh mẫu thứ hai trong tiếng Trung là âm đầu lưỡi. Tại sao lại gọi là âm đầu lưỡi nhỉ? Để đọc được những âm này, chúng ta cần đặt đầu lưỡi chạm vào chân răng hàm trên. Và bốn âm này bao gồm tư, thưa, nưa, lưa. Nếu bạn bị ngọc N với L tiếng Việt thì khi chuyển sang một ngôn ngữ mới, bạn sẽ hoàn toàn có thể thay đổi được. Chúng ta hãy tập lại nhé. Tư, thưa, nưa, lưa. Nhóm thanh mẫu cuối cùng của ngày hôm nay chính là âm cuống lưỡi. Cơ, khưa, hưa. Cơ, khưa, khưa. Các bạn có nhận ra không? Khưa chính là âm bật hơi của cưa. Dễ dàng đúng không? Chúng ta cùng luyện tập lại nhé. Cưa, khưa, hưa. 所以今天我们已经学完了11个声母, 但是你们不要急, 一定要好好记下来, 努力练习, 发音要很标准。 Sau khi học thanh mẫu, chúng ta hãy chuyển sang vận mẫu nhé. Vận mẫu là tương ứng với cả vần của tiếng Việt. Trong 15 vận mẫu ngày hôm nay chúng ta học sẽ có 6 nguyên âm và 9 vận mẫu kép. 6 nguyên âm bao gồm A, O, Ư, I, U, U. Các bạn chú ý nhé, khi đọc A của tiếng Trung, hãy mở miệng rộng hơn A của tiếng Việt rất nhiều. A, A. Các bạn hãy đọc lại nhé. A, O, Ư, I, U, U. Nhóm vận mẫu tiếp theo là vận mẫu kép I, A,
ao, ô, an, ân, an, ưng, ung. Ung ở đây chúng ta hãy nín chặt môi và đẩy hơi sang hai bên, và nó không giống ung của tiếng Việt. Ung, ung. Chúng ta cùng đọc lại nhé. Ai, a, ao, ô, an, ân, an, ưng, ung.你觉得中文怎么样？还不错吧？今天我们已经跟你学会了11个声母和13个韵母了。在道别之前，你不要忘记分享这段视频给朋友们呀！你一定要多多练习。我们会在下周见呀，或者在任何时候你回放这段视频。再见。